Chào đón quý khán giả đến với kênh Vạn Điều Ý Nghĩa, kênh đặc biệt dành cho tuổi già, nơi nâng cao chất lượng cuộc sống và truyền cảm hứng cho những người đến và sau tuổi xế chiều với một mục tiêu an nhiên, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Chúng tôi cam kết với chủ đề triết lý tuổi già, chúng tôi muốn lan tỏa những điều tích cực, xoa dịu tâm hồn cho những người đang gặp khó khăn, giúp cho quý vị lấy lại niềm tin và đưa ra những quyết định sáng suốt thông qua những câu chuyện mà chương trình gửi gắm. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng đầy năng lượng và kết nối, nơi mỗi thành viên đều được đánh giá cao và đồng hành trong hành trình tuổi già đầy màu sắc. Kênh YouTube của chúng tôi không chỉ là nơi để quý vị tìm kiếm kiến thức và kinh nghiệm, mà còn là nơi để quý vị thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới. Chúng tôi tin rằng cuộc sống không có giới hạn tuổi tác và tuổi già là thời điểm để tỏa sáng và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Hãy đăng ký và chia sẻ kênh Vạn Điều Ý Nghĩa của chúng tôi ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào. Nếu thấy video hay, quý vị hãy lan tỏa kênh đến với gia đình thân yêu và bạn bè để cùng nhau chiêm nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.